Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 19 tháng 3, 2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Kế toán dịch vụ sửa chữa ô tô đặc thù và lưu ý. Đặc điểm của ngành nghề này là doanh nghiệp sửa chữa ô tô sẽ bao gồm cả hoạt động thương mại là bán phụ tùng và hoạt động dịch vụ là dịch vụ sửa chữa. Lý do phải tách ra như vậy là vì đối với phụ tùng thì khách hàng phải mua rồi mới thay thế, doanh nghiệp bán theo giá bán chứ không phải theo giá vốn, nên cần phải tách hoạt động này ra khỏi hoạt động sửa chữa và xem đó như là một hoạt động thương mại. Như vậy có hai hoạt động chính như sau, đối với hoạt động sửa chữa ô tô. Đối với hoạt động sửa chữa ô tô, đối tượng tính giá thành có thể là từng chiếc xe cụ thể, công việc sửa chữa hoặc tính chung cho tất cả. Tùy từng yêu cầu mà kế toán cần xây dựng, cách thức tập hợp chi phí và tính giá thành cho phù hợp. Thông thường chủ doanh nghiệp sẽ muốn biết lãi lỗ theo từng xe sửa chữa, nên kế toán phải tính giá thành cho từng xe. Khi đó cần thiết lập để tính giá thành theo xe như sau. Chi phí trực tiếp, đây là chi phí phát sinh trực tiếp theo xe thì tập hợp đích danh cho xe. Chi phí gián tiếp, đây là các chi phí dùng chung cho nhiều xe thì cần xây dựng tiêu chí phân bổ. Khi có xe khách đến liên hệ, thợ chính sẽ kiểm tra tình trạng xe hư hỏng và miêu tả công việc cụ thể cần làm và sửa chữa về tình trạng xe cho khách hàng biết. Tiếp đến, khách hàng yêu cầu làm bảng báo giá cho các hạng mục sửa chữa hư hỏng đó. Khách hàng xem xong, duyệt chấp nhận bàn giao xe cho sửa chữa. Sau đó, khi tiến hành lập kế hoạch sửa chữa, bạn cần xác định phần nào gia công sửa chữa, phần nào phải thay mới phụ tùng thay thế, tháo dỡ theo đúng quy trình định trước của thợ cả. Sau khi sửa chữa xong, kế toán làm bảng tổng hợp, quyết toán vật liệu nhân công cho xe đó và giao cho khách hàng giữ hai bản, mình giữ hai bản để sau này làm căn cứ xuất hóa đơn. Hoặc nếu không, bạn cũng có thể làm hợp đồng và xuất theo hợp đồng, tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp quản lý. Đối với hoạt động mua bán phụ tùng sửa chữa xe, mua về nhập kho thì tiến hành làm phiếu và nhập kho như bình thường. Cụ thể, hóa đơn mua vào, đầu vào nhỏ hơn 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt, phải kẹp với phiếu chi, phiếu nhập kho, biên bản bàn giao hoặc phiếu xuất kho bên bán và giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng photo, thanh lý photo nếu có và cùng với nhau. Hóa đơn mua vào, đầu vào lớn hơn 20 triệu, phải kẹp với phiếu kế toán hay phiếu hạch toán, phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng, hoặc phiếu xuất kho bên bán, giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng photo và thanh lý photo nếu có và cùng với nhau khi chuyển tiền trả khách hàng, giấy báo nợ. Khi chuyển khoản đi, ủy nhiệm chi. Khi xuất kho sử dụng sửa chữa xe. Khi xuất kho sử dụng sửa chữa xe thì làm phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho này dùng kẹp các chứng từ sau. Cụ thể, hóa đơn bán ra dưới 20 triệu mà thu bằng tiền mặt phải kẹp theo phiếu thu, đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, thương mại hoặc kẹp biên bản nghiệm thu, xây dựng, photo, biên bản xác nhận khối lượng photo, bảng quyết toán khối lượng photo nếu có, hợp đồng photo và thanh lý photo nếu có. Hóa đơn bán ra lớn hơn 20 triệu phải kẹp theo phiếu kế toán hay phiếu hạch toán, đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho hoặc biên bản giao hàng, thương mại hoặc kẹp biên bản nghiệm thu, xây dựng, photo, biên bản xác nhận khối lượng photo, bảng quyết toán khối lượng nếu có và hợp đồng photo và thanh lý photo nếu có. Khi khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của công ty, giấy báo có. Đối với chi phí nhân công sửa chữa xe, để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục sau, hợp đồng lao động và chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, photo kẹp vào, bảng chấm công hàng tháng, bảng lương đi kèm, bảng chấm công tháng đó, phiếu chi thanh toán lương hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi, chữ ký ở tất cả giấy tờ. Lưu ý nếu thiếu một trong số các thủ tục trên, cơ quan thuế sẽ loại trừ vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống và bị xuất toán khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với chi phí sản xuất chung, đây là chi phí khấu hao tài sản, máy móc thiết bị, phụ sửa chữa, xe nâng, xe cẩu, phân bổ chi phí trước, dài và ngắn hạn công cụ dụng cụ, là cờ lê, mỏ lết, đũa vặn, v.v. và các chi phí chung khác như điện, nước. Công cụ dụng cụ, tài sản cố định tiến hành phân bổ,
và theo dõi tùy theo bộ phận sử dụng, bộ phận nào sử dụng thì phân bổ cho bộ phận đó. Chưa sửa chữa xong và chưa xuất hóa đơn VAT. Nếu cuối tháng xe chưa sửa chữa xong và chưa xuất hóa đơn VAT thì treo ở tài khoản 154. Khi sửa chữa xong và ra xưởng, khi xe ra xưởng thì kết chuyển, gửi khách hàng bằng quyết toán chi phí sửa chữa, hóa đơn VAT và phiếu giao xe. Xuất hóa đơn tài chính giá trị gia tăng, nội dung hóa đơn, sửa chữa xe biển số ABC theo bảng quyết toán ngày tháng năm. Tính giá thành, hạch toán, nợ 632 có 154 của biển số xe ra xưởng. Kết chuyển giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác và tài khoản 911. Kết chuyển doanh thu thuần, doanh thu khác, doanh thu tài chính, nợ tài khoản 511, nợ tài khoản 515, nợ tài khoản 711, có tài khoản 911. Lưu ý khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng, bạn phải đính kèm bảng kê chi tiết công việc như linh kiện, công thợ để làm căn cứ xuất kho. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về quy trình dịch vụ sửa chữa xe ô tô. Bước 1. Giao dịch khách hàng. 1. Xe vào xưởng, cố vấn dịch vụ tiếp cận, nắm bắt tình trạng xe, ghi nhận nhu cầu của khách hàng và làm phiếu báo giá cho khách hàng ký xác nhận. Sau đó làm lệnh sửa chữa, chuyển ra xe, đồng thời ghi phiếu đề nghị cấp vật tư kiêm xuất kho Ba Liên, chuyển sang kho phụ tùng. 2. Quản đốc nhận xe, khi có lệnh sửa chữa, bàn giao xe cho tổ trưởng, tùy theo loại hình sửa chữa. Tổ trưởng phân công lại công việc cho tổ viên. Khi nhận xe, tổ viên sẽ cầm lệnh vào kho lãnh phụ tùng. Bước 2. Cấp phát vật tư phụ tùng. Thủ kho nhận lệnh sửa chữa kèm theo phiếu đề nghị cấp vật tư kiêm xuất kho. Còn hàng tồn, lấy hàng, ghi mã vật tư, số lượng chuyển giao cho kế toán kho kiểm tra, xác nhận trên phiếu đề nghị cấp vật tư kiêm xuất kho và lập phiếu xuất kho rồi mới cho lấy phụ tùng ra khỏi kho. Nếu không còn hàng, đặt hàng trong hệ thống, thủ kho làm đơn đặt hàng có xác nhận của kế toán kho và trưởng phòng dịch vụ đặt hàng bên kho vận nội bộ. Lưu ý trong hệ thống, tức là những công ty con chi nhánh phụ thuộc của công ty, vì công ty này có nhiều công ty con và chi nhánh. Mua hàng ngoài hệ thống, thủ kho làm đề xuất mua hàng có xác nhận của kế toán kho và trưởng phòng dịch vụ giao cho phụ trách cung ứng. Lưu ý ngoài hệ thống, tức là mua bên ngoài những công ty con và chi nhánh phụ thuộc của công ty. Bước 3. Lập phiếu xuất kho. Kế toán kho tiếp nhận phiếu đề nghị từ thủ kho, kiểm tra số lượng hàng xuất, mã phụ tùng và tiến hành lập phiếu xuất kho thành Ba Liên và kẹp thành 3 bộ chứng từ. Phiếu xuất kho, lệnh sửa chữa, phiếu đề nghị cấp vật tư, kiêm xuất kho. Thủ kho lưu một bộ, phiếu xuất kho, phiếu đề nghị cấp vật tư, kiêm xuất kho, lệnh sửa chữa. Phải có đầy đủ chữ ký của các bên liên đới. Và kế toán kho lưu một bộ, phiếu xuất kho, phiếu đề nghị cấp vật tư, kiêm xuất kho, lệnh sửa chữa. Tổ viên khi nhận hàng, ký xác nhận đúng mã, đúng số lượng giao hàng và cầm một bộ chứng từ ra kẹp vào xe, còn một bộ kế toán kho lưu. Để hoàn thành công việc, quản đốc sẽ cầm bộ chứng từ giao cho cố vấn dịch vụ để dựa vào bộ chứng từ đó làm phiếu sửa chữa tính tiền khách. Bước 4. Lập phiếu quyết toán. Sau khi xe hoàn thành và nhận được bộ chứng từ, cố vấn dịch vụ lên chiết tính cho khách hàng dựa theo phiếu xuất kho. Cố vấn dịch vụ lên bộ chứng từ mới, phiếu quyết toán, phiếu đề nghị cấp vật tư, kiêm xuất kho, cộng phiếu xuất kho, cộng lệnh sửa chữa giao cho kế toán dịch vụ. Bước 5. Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu. Kế toán dịch vụ kiểm tra giá bán, số lượng hàng xuất đối chiếu với kế toán kho, ký xác nhận giao lại cho kế toán bán hàng, xuất hóa đơn, rồi hướng dẫn và hỗ trợ khách đi nộp tiền tại phòng quỹ. Sau khi xuất hóa đơn, tổng hợp, kế toán bán hàng vào lại hóa đơn và lập chi tiết hạch toán doanh thu vật tư, công thợ, chứng từ lưu trữ ghi nhận doanh thu, báo giá đối với những xe có giá trị sửa chữa lớn, lệnh sửa chữa, phiếu đề nghị cấp vật tư, kiêm xuất kho, phiếu sửa chữa và hóa đơn xuất cho khách hàng. Cuối ngày, kế toán dịch vụ lập bảng kê sửa chữa xe đối chiếu với thủ quỹ, cố vấn dịch vụ và có chữ ký xác nhận của ba bên. Bước 6. Thu tiền khách và viết giấy ra cổng. Đối với khách có thu tiền,
thủ quỹ thu tiền khách dựa trên phiếu thu kèm theo quyết toán, đóng dấu đã thu tiền trên phiếu quyết toán và ký giấy ra cổng. Trong quá trình thu tiền, kế toán thanh toán tiến hành lập phiếu thu cho khách hàng, lập thành ba liên, chuyển chứng từ cho các bộ phận liên quan. Đối với khách hàng không thu tiền, trường hợp xe làm bảo hiểm, bảo hành và xe vào xin báo giá hoặc kiểm tra nhỏ không tính tiền. Xe làm bảo hiểm, đối với những xe làm bảo hiểm, kế toán dịch vụ sẽ là người ký giấy ra cổng, dựa vào bộ chứng từ có kèm theo phiếu xác nhận nợ của bảo hiểm có liên kết. Xe PDI, kế toán dịch vụ sẽ là người ký giấy ra cổng, dựa vào bộ chứng từ có kèm thêm phiếu yêu cầu sửa chữa và báo giá. Xe xin báo giá hoặc kiểm tra xe không tính tiền, kế toán dịch vụ sẽ là người ký giấy ra cổng. Nếu xưởng sửa chữa ở xa văn phòng công ty, vì thủ quỹ ở văn phòng, kế toán dịch vụ sẽ trực tiếp thu tiền. Và trong ngày hôm đó, kế toán dịch vụ phải nộp tiền cho thủ quỹ và kế toán thanh toán sẽ làm phiếu thu. Phiếu thu của kế toán thanh toán thì mới thu tiền. Nếu xưởng sửa chữa ở gần văn phòng công ty, thì thủ quỹ là người trực tiếp thu tiền. Trên đây là một số nội dung liên quan tới kế toán dịch vụ công ty sửa chữa xe ô tô. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo.